Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ và các chùa tại miền Nam Cali đã tổ chức buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, được tổ chức tại chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, miền Nam California, với sự tham dự đông đảo các chư tôn đức tăng ni, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, các vị dân cử, đại diện dân cử và các đoàn thể đồng hương. Sau khi công nghinh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài và phần nghi thức khai mạc, là phần ngỏ lời của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Bát Nhã. Thưa lễ quý vị, tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đất nước thịnh suy thì mọi người dân đều có trách nhiệm. Hiện nay, đất nước Việt Nam của chúng ta đang đứng trước hiểm họa xâm lăng của tàu cộng, thì mọi người dân nước Việt, trong đó có cộng đồng Phật giáo Việt Nam, dù ở đâu cũng đều có trách nhiệm đứng lên để bảo vệ quê hương và dân tộc. Đảng, Quốc hội và chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đặt quyền lợi và sự sống của cá nhân mình lên trên quyền lợi tồn vong của đất nước và dân tộc. Khi dựa vào dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế tại Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Văn Phong tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang. Đó là ba khu vực chiến lược đối với nền an ninh quốc gia. Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế đó cũng là cơ hội để cho thế lực xâm lăng từ phương Bắc có cơ hội xâm nhập vào lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam của chúng ta, để thực hiện chiến lược bành trướng của Hán hóa Việt Nam. Ngoài ra, để bít miệng người dân chống đối, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thông qua dự luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 năm 1900. 2018 vừa qua. Đó là hành động hợp pháp hóa việc đàn áp người dân và tước đoạt quyền tự do ngôn luận của hơn 90 triệu đồng bào trong nước. Những việc làm đó, những hành động đó là hành động bán nước vì sự vi phạm trắng trợn quyền tự do của con người. Cũng chính vì thế, để phản đối việc làm sai trái đó của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà chư tôn đức, tăng ni, quý vị đại diện các tôn giáo, quý vị dân cử, quý vị lãnh đạo tinh thần các tổ chức cộng đồng, quý cơ quan truyền thông, báo chí, đồng hương và đồng bào Phật tử, nhất là thế hệ thanh niên, sinh viên và gia đình Phật tử. Đứng trước sự nguy hiểm như vậy, cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quyết định tổ chức một buổi họp báo cũng như là đêm cầu nguyện thắp nến hôm nay. Sự hiện diện đông đảo của chư vị hôm nay để nói lên cách hùng hồn, khẳng quyết và cụ thể rằng toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước một lòng chống lại dự luật ba đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng của Đảng và Quốc hội chính quyền Cộng sản Việt Nam. Kế đến là phần họp báo do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, điều hợp chương trình. Hiện tình trên quê hương Việt Nam cực kỳ nghiêm trọng và dân tộc Việt Nam hàng triệu người đã đứng lên đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hủy bỏ luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng trong những tuần tháng qua. Mà tất cả quý vị theo dõi tin tức đã biết được tất cả người dân Việt Nam đã giơ cao đôi tay, đã hô lớn khẩu hiệu Việt Nam tự do và cái gì của quê hương Việt Nam thì hãy trả lại
cho dân tộc Việt Nam. Trước hiện tình đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ đồng hành cùng người dân Việt Nam để góp lời, góp tiếng nói, góp hành động, góp ý nghĩ để cùng với người dân Việt Nam lấy lại sự tự do cho quê hương, dân tộc của giống nòi và độc lập lãnh thổ, lãnh hải của quê hương Việt Nam từ đầu đời lập quốc cho đến ngày hôm nay, cháu con gìn giữ của tiền nhân để lại. Tiếp theo là phần mục sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, sau khi nhắc đến dự luật đặc khu và an ninh mạng là bán nước cho Tàu Cộng và xâm phạm quyền tự do của người dân, mục sư đã nói tiếp. Chúng ta, những người Việt tị nạn đã từng là nạn nhân của Cộng sản, hãy cùng đồng tâm với đồng bào trong nước, nói lên những khát khao của mọi người, kêu gọi chính quyền hãy trả lại quyền sống cho dân, tức là quyền biểu đạt nguyện vọng, quyền của hội nghị Diên Hồng thời Trần, quyền được nói lên ý kiến của mình, được quyết định những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Quyền đó không thể trao cho một quốc hội bù nhìn được lập ra chỉ để biểu quyết chấp thuận những bộ luật đã được soạn sẵn theo ý muốn của người cầm quyền và những kẻ đứng sau lưng giật di những người cầm quyền đó, mà phải do chính người dân thực hiện. Chúng ta đòi hỏi rằng dự luật đặc khu cũng như luật an ninh mạng phải được bãi bỏ và phải tham khảo ý kiến của toàn dân. Ý thức rằng chính quyền Cộng sản không bao giờ tự động buông bỏ quyền lực của mình. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để có một sự can thiệp siêu nhiên làm thay đổi dòng lịch sử như chúng ta đã thấy xảy ra tại Nga và Đông Âu. Man proposes, but God disposes. Người định, nhưng trời làm. Và trời luôn luôn đứng về phía những người bị áp bức, mong rằng tự do và thanh bình sớm được thực hiện trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Và sau đây, Linh Mục Mai Khải Hoàng sẽ dâng lên lời cầu nguyện cho quê hương. Lạy Thiên Chúa quyền năng, công minh và nhân ái, xin nhìn đến quê hương và dân tộc Việt Nam đang phải sống trong cảnh lầm than, thống khổ và bạo tàn dưới chế độ Cộng sản suốt trên nửa thế kỷ qua, đang phải sống dưới chế độ đàn áp, bóc lột và bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đang phải kinh hoàng trước âm mưu độc ác của Tàu Cộng đang xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam qua luật đặc khu 99 năm và luật an ninh mạng. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, là Ông Trời, xin đánh thức lương tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết quay về với dân tộc và đất nước Việt Nam, mà chấm dứt hành động bạo tàn, đàn áp và bóc lột dân lành Việt Nam, mà chấm dứt thái độ đê hèn, nằm nô lệ và tay sai bán nước cho Tàu Cộng. Đừng ác với dân và hèn với địch. Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ tinh thần và ý chí cho toàn dân trong nước, Việt Nam trong nước được đoàn kết và kiên trì tranh đấu cho nền độc lập, vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Xin Thượng Đế liên kết người dân Việt hải ngoại trên toàn thế giới biết xóa bỏ mọi dị biệt để đoàn kết và đồng tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam, cho một mục đích chung là xua đuổi Tàu Cộng, cho Việt Nam khỏi âm năng xâm năng đất nước Việt Nam, và cho đồng bào và đất nước Việt Nam sống được sống trong độc lập, tự do,
dân chủ và thịnh vượng. Chúng con nguyện xin ở danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được tổ chức tại chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, miền Nam California, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ tổ chức. Và tiếp theo là phần phát biểu của ông Bùi Thế Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Cali, kiêm Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove. Chúng tôi vô cùng cảm động ngày hôm nay đứng ngay trong khuôn viên của chùa Bát Nhã, ngay dưới tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, lộng lẫy, to lớn và trang nghiêm, để bày tỏ lòng cảm ơn đến chư Phật tử. Cách đây 2 tuần, gia đình Phật tử đã tổ chức một đêm thắp nến và văn nghệ. Trước đó và trước đây 1 tuần, chùa Điêu Ngự cũng đã tổ chức, chùa Bảo Quang cũng đã tổ chức. Đã đến lúc chúng ta cho thấy rằng người Phật tử khắp nơi, cũng như tất cả người con dân ở các tôn giáo khác, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, đều sát cánh với người dân trong nước để đòi hỏi nhà công minh cộng sản phải trả lại quyền tự quyết cho người dân, trả lại quyền được yêu nước, quyền được bảo vệ đất nước của chúng ta cho người dân. Và thưa quý vị, ngay dưới chân tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi xin phát nguyện và thề rằng ngày nào tôi còn một hơi thở cuối cùng, tôi sẽ cùng với đồng bào đồng hành và đồng lòng để tranh đấu, cho dù phải hy sinh bất cứ điều gì. Tiếp theo là phát biểu của ông Văn Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên Ủy ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai. Thưa toàn thể quý vị, các cuộc biểu tình, các buổi thắp nến để làm gì? Chúng ta tạo nên ngọn lửa đấu tranh. Ngọn lửa này sẽ chuyển về Việt Nam cùng với toàn dân trong nước, tạo thành một cơn bão lửa đốt cháy Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta phải làm. Chỉ có con đường duy nhất phải làm thế nào để tiêu diệt được Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu còn ngày nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta không thể nói đến chuyện giữ nước. Chuyện nó rõ ràng như vậy. Thành ra đối với chúng ta ở hải ngoại, chúng ta sống một cuộc sống rất bình thản, đầy đủ vật chất. Trong giai đoạn này, chúng ta không thể thờ ơ và luôn luôn phải đồng hành với toàn dân trong nước bằng các cuộc biểu tình, bằng các buổi thắp nến để đưa ngọn lửa này về làm ấm lòng những người dân can đảm biểu tình. Ngày hôm nay chúng tôi phát biểu ở đây, chúng tôi kết thúc một câu là còn Đảng Cộng sản là mất nước, chuyện rõ ràng, và mọi người chúng ta đều phải có trách nhiệm chứ không thể ngồi yên. Kế đến là phát biểu của cô Christy Lay, đại diện dân biểu Lucoria. Dân biểu liên bang Lucoria cũng như tất cả các dân biểu khác đều có một sự quan tâm rất là đặc biệt đối với tình hình hiện nay. Và trong những tuần vừa qua, dân biểu liên bang Lucoria cùng với các đồng Việt đã đồng ký vào những cái lá thư, những cái biên bản đã lên tiếng hai dự luật, đó là dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng. Và ngoài ra, dân biểu liên bang Lucoria cũng đã lên tiếng về những vi phạm nhân quyền trong các cuộc biểu tình tại Việt Nam, đặc biệt là trường hợp quan William Nguyễn. Kính thưa quý vị, dân biểu liên bang Lucoria đã từng có lời phát biểu để Việt Nam có sớm được sự tự do dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền, thì chúng ta phải lên tiếng và tiếp tục lên tiếng và tham gia vào các cuộc cách mạng hòa bình. Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ để cầu nguyện, mà chúng ta đến đây cũng để lên tiếng và tham gia vào các cuộc cách mạng hòa bình để Việt Nam sớm có được sự tự do dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền. Và sau những phát biểu của các vị dân cử địa phương và đại diện dân biểu liên bang Ireland Lovanto, là đến phần phát biểu của chiến sĩ Võ Đại Tôn đến từ Úc Châu. Chúng ta chỉ nghe và chúng ta chỉ thấy thì chưa bao giờ
chúng ta được cơ hội vinh dự cả một đời làm cách mạng là được hòa chung máu của mình cùng với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Giờ phút này, máu của dân tộc của chúng ta đang đổ, những tiếng khóc từ lao tù, những trẻ em đang bị đày đọa, những cụ già đang bị dùng bạo lực để lấy cuộc sống vì đã đứng lên thoát ra khỏi sự sợ hãi, đòi lại cái quyền sống của con người, đòi lại cái quyền tự chủ của các dân tộc 4.000 năm của chúng ta. Vì lẽ đó, trong đức tin của mỗi người, trong tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam, nhất định chúng ta đang đồng hành cùng dân tộc đòi lại quyền sống và tự chủ của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi chỉ là một người công dân bình thường. Tôi tin tưởng rằng nhất định với lời cầu nguyện của quý vị lãnh đạo tinh thần, với tinh thần bất khuất của dân tộc chúng ta, nhất định chúng ta phải thắng Việt Cộng và thắng luôn cả những kẻ xâm lăng dân tộc của chúng ta. Kế đến là phần cáo tri của Hòa Thượng Thích Tiến Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Được sự ủy nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, chúng tôi đứng ra tổ chức cuộc họp báo và thắp nén cầu nguyện ngày hôm nay. Thứ nhất, cáo tri cùng với thế giới hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đối với lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, bao gồm một phần Biển Đông thuộc hải phận Việt Nam, để nhờ sự giúp đỡ can thiệp bằng kinh tế, truyền thông, ngoại giao, chính trị và các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các công ty công nghiệp thông tin. Thứ hai, tạo cơ hội cho các tổ chức tôn giáo và đoàn thể người Việt tại Hoa Kỳ được ngồi lại với nhau để thảo luận và đề ra các phương án yểm trợ toàn dân chống lại dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, quyền tự do căn bản của người dân trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, kêu gọi toàn thể con dân nước Việt trong và ngoài nước hãy mạnh dạn đứng lên trong hoàn cảnh và điều kiện riêng của mình, bày tỏ lòng yêu nước và ý chí cuộc khởi bảo vệ quê hương vốn hàm tàng trong máu huyết của con dân Lạc Hồng. Thứ tư, kêu gọi quý vị đại biểu Quốc hội và chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam hãy thức tỉnh ý thức trách nhiệm lương tri của người Việt chân chính, đứng về phía nhân dân mà hủy bỏ hoàn toàn dự luật đặc khu kinh tế và thu hồi tức khắc luật an ninh mạng để hộ quốc an dân. Và cuối cùng, trong tư cách một người xuất gia theo Phật, chúng tôi xin nguyện trải lòng từ bi đến với tất cả, thành tâm thắp lên những ngọn nến tinh thức để nguyện cầu đất nước Việt Nam được yên bình thịnh trị, dân tộc Việt Nam thực sự được hạnh phúc an vui. Thành thật tri ân tất cả liệt quý vị đáp lời mời của chúng tôi hôm nay mà tham dự một cách nồng nhiệt, cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ hết thảy cho chúng ta được thành tựu viên mãn. Chúng tôi đại diện Sa Môn Thích Tiến Nghĩa, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau phần đọc tuyên cáo của Giáo hội Phật giáo Liên Châu là phần thắp nến cầu nguyện. Với lòng thành kính hướng vọng về một quê hương, chúng con xin thành kính nguyện cầu. Nguyện cầu cho những kẻ tham tàn bạo ngược sẽ hối cải quay đầu, hợp sức cùng toàn dân để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của tiền nhân dày công để lại. Nguyện cầu cho toàn dân Việt Nam sẽ không còn sợ hãi nữa, tất cả cùng đứng dậy cho một tương lai tươi sáng của dân tộc. Nguyện cầu tự do dân chủ sớm được thực thi trên đất nước triền miên
thống khổ này. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được tổ chức tại chùa Bát Nhã. Xen kẽ phần thắp nến là phần văn nghệ đấu tranh do các hội đoàn trong cộng đồng phụ trách, và chương trình đã kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Với lời cảm ơn, và ban tổ chức cũng xin mọi người trong đức tin của mỗi tôn giáo tiếp tục cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát ách cộng sản và sự vẹn toàn lãnh thổ. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.